Lúc sinh thời, Phi Nhung là một nghệ sĩ quan hệ rộng, có nhiều bạn bè trong giới giải trí. Nhiều ca sĩ thuộc lứa đàn em dù chưa có cơ hội làm việc chung với Phi Nhung cũng dành nhiều tình cảm cho cô nghệ sĩ. Có lẽ vì vậy mà khi cô qua đời, rất đông các anh chị em đồng nghiệp đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn theo nhiều cách khác nhau. Ai cũng biết đây là hành động xuất phát từ tấm lòng nhưng vẫn có trường hợp bị cư dân mạng chỉ trích, buồn nắng. Trấn Thành dân mạng khi đăng bài tiễn biệt Phi Nhung. Trấn Thành và cố nghệ sĩ Phi Nhung từng có nhiều cơ hội hợp tác trong công việc và họ cũng chính là cặp chị em thân thiết có tiếng trong giới giải trí. Nghe tin Phi Nhung qua đời vì Covid-19, nam MC đã đăng một bài viết dài đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, Trấn Thành dưng đôi gọi bạn với một tiền bối khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Khi có quá nhiều bình luận bắt bẻ cách xưng hô được cho là thiếu tôn trọng với người đã khuất, Trấn Thành buộc phải lên tiếng giải thích. Các bạn ơi, đây là cách xưng hô của mình và Phi Nhung ở ngoài đời. Nhung luôn xưng hô với tôi như thế, nên các bạn đừng buông lời cay nghiệt nữa. Nghệ sĩ luôn muốn mình trẻ và họ luôn xưng hô theo cảm nhận từ tâm hồn của đối phương chứ không xưng hô theo tuổi tác. Mong các bạn hiểu cho. Nhật Kim Anh đăng ảnh chuyển khoản khiến dân mạng hiểu lầm. Khi bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi của Phi Nhung, Nhật Kim Anh đăng tải một bức ảnh mặc áo lam, thành kính tham gia lễ cầu siêu cho giọng ca áo mới Cà Mau. Ngoài ra, hình ảnh chụp màn hình nội dung chuyển khoản đi kèm khiến cư dân mạng chỉ trích Nhật Kim Anh dữ dội vì cho rằng cô đang khoe tiền phủ biếu. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đáp trả bình luận chỉ trích và giải thích bạn hoan hỉ đọc nội dung giúp Kim Anh nhé. Kim Anh phóng sinh, không phải tiền phủ biếu. Được biết, Nhật Kim Anh đã gửi tiền đến chùa cầu nguyện cho Phi Nhung. Cô hồi hướng tất cả công đức của mình, mong đàn chị thanh thản về cõi an lành. Minh Tuyết bị mắng giả tạo khi tiếp thương Phi Nhung. Nữ ca sĩ Minh Tuyết vừa đăng tải bài đăng dài kể về kỷ niệm với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ chia sẻ, chính Phi Nhung là người đã mai mối cho cô vào show diễn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Minh Tuyết cũng kể lại những lần song ca cùng Phi Nhung. Tuy nhiên, dưới bài đăng này, cư dân mạng cho rằng em gái Cẩm Nghi giả tạo, ôn lại chuyện cũ không đúng lúc. Người này bình luận, lúc chị Phi Nhung còn sống sao chị Minh Tuyết không nhắc tới chuyện này. Giờ chị Phi Nhung qua đời rồi lại nói ra chị Phi Nhung có nghe thấy đâu. Đây là đạo đức gì vậy? Minh Tuyết liền đáp trả vô cùng gay gắt, tại sao phải nghi kỵ, tay nghiến, trách móc, ganh ghét với người còn đang sống. Để được gì? Sao